Nè, như vậy để mà vẽ được cái sơ đồ khối như thế này, chúng ta sẽ giải quyết một cái bài toán nó sẽ clear. Nếu như mà các bạn không vẽ đó thì khi các bạn lập trình nó sẽ bị rối. Đây là phương trình bậc nhất. Chứ qua phương trình bậc hai là các bạn sẽ bị rối ngay. Cho nên mình tập dần ở cái bài cơ bản này. Tập dần bài cơ bản này. Thì cái bài mà số lớn hơn là thầy đã vẽ bên kia trên bảng rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ lại cái bài này bằng cái trang web Raw.io. Trang web này khi bạn mở lên thì nó nói là bạn tạo mới hay là bạn chọn cái đã có sẵn. Bây giờ mình tạo mới. Mình chọn cái flowchart và mình đặt tên ở đây. Phương trình bậc 1. Hồi nãy thầy đã đặt cái chữ đầy đủ rồi thì giờ thầy đặt phương trình bậc 1. Ok, mình create. Và mình chọn đến cái thư mục con 108 select. Và trong cái hướng dẫn này, các bạn chú ý về các cái khối. Mình sẽ sử dụng các khối là bắt đầu, điều kiện, nhập, xuất hoặc là xử lý ở đây, tính toán. Thì ở đây mình sẽ sử dụng, để coi từ chỗ này, git 10 view style. Mình sẽ chọn một cái khối mình list vô đây, nó sẽ xuất ra cho mình một cái khối. Và chúng ta sẽ chọn test ở đây là 24, enter. Mình nhập vô đây là begin. Begin. Rồi, cho nó nhỏ lại cho nó gọn. Và nhiệm vụ của mình sẽ 24 luôn nha. Hoặc là mình sử dụng 12 đi và mình zoom nhỏ lại. Mắc công mình sử dụng 24. Rồi. Chỗ này mình chọn là begin. Rồi, ok. Mình sẽ nhập vô đây mình giải quyết một cái bài toán là phương trình bậc 1 ax cộng b bằng 0. Vậy bây giờ mình muốn code được đầy đủ cho bài này thì chúng ta dựa trên sơ đồ khối, chúng ta sẽ code nó dễ. Các bạn sẽ nhập vô, mình sử dụng hình bình hành để nhập. Chỗ này chúng ta sẽ nhập A phẩy B. Mình chỉ cần ghi như vậy thôi là mình đã hiểu là mình cần nhập AB. Nhập AB. Rồi bạn muốn vẽ cái mũi tên từ trên xuống thì các bạn sẽ đưa con trỏ lên phía trên ở khối oval. Nó sẽ xuất hiện cái dấu mũi tên màu xanh. Bạn click vô mũi tên màu xanh nó sẽ tự connect đẹp xuống phía dưới. Hoặc là bạn cầm cái mũi tên bạn kéo xuống cũng được. Nhập AB. Và chúng ta sẽ kiểm tra nếu A bằng 0. Nếu A bằng 0 thì chúng ta ghi A bằng 0 hoặc A bằng bằng cũng được. Vì trong này là chúng ta đang viết chung cho tất cả các ngôn ngữ chứ không phải là trong C. Cho nên là chúng ta chỉ cần ghi nếu trong trường hợp A bằng 0. Mình đưa cái khối này vẽ xuống đây. Nếu A bằng 0 mà đúng thì sao? Mà sai thì sao? Mình chọn sai trước. Mình sẽ xuất ra. Xuất ra chúng ta dùng khối xuất. Khối xuất. Test ở đây. Các bạn chọn bỏ cái đứng này đi. Kéo cho nó nằm ngang qua. Chúng ta xuất ra x bằng trừ b chia a.
x bằng trừ b chia a. Nếu trong trường hợp này mà chia được, tức là a bằng 0 hay là a khác 0? A khác 0, vậy chỗ này đúng hay sai? Chỗ cái đường này là, à đường này là đường sai. Nếu như a bằng 0 là khơi, là sai, tức là a khác 0, thì mình có được nghiệm. Trong trường hợp tiếp theo, mình xét tiếp b. Mình xét tiếp b. Mình double cái này lên cho nó đều. Mình xét tiếp b. Chỗ này b bằng 0. Từ trên này mình sẽ nối xuống. Và với trường hợp này thì mình biết chắc nó là đúng, a bằng 0 rồi. Trong trường hợp a bằng 0, mình xét tiếp cái gì? Nếu b bằng 0 mà đúng thì sao? Mình xuất ra cái gì? Vô số nghiệm. Copy cái này cho nó nhanh. Từ đây mình lít chuột qua. Chỗ này mình sẽ đổi thành vô a bằng 0, b bằng 0, vô số nghiệm. Vô số nghiệm. Chỗ này là đúng. Nếu trong trường hợp mà sai thì các bạn bố trí các cái khối này ở đâu cũng được nha, miễn là nó đều, nó đẹp là ok. Bố trí đâu cũng được. Vô, vô nghiệm. Các bạn kéo xuống, nếu mà nó không nhảy ra thì bạn kéo xuống. Rồi ok. Chỗ này trong trường hợp là phone a bằng 0 mà b khác 0, tức là ví dụ như 5 chia 0, 5 chia 0 là nó sẽ bị gì? Dip b 0, tức là lỗi, lỗi tức là vô, vô nghiệm. Và chỗ này chúng ta sẽ kết thúc. Các bạn double cái begin này lên cho nó đều với cái begin thì nó sẽ đẹp hơn. Và mình để chỗ này là end. Rồi, cái nào cũng kết thúc cả. Có nghiệm cũng kết, vô nghiệm cũng kết, vô số nghiệm cũng cũng kết thúc luôn. Vậy chỗ này vô số nghiệm, bấm mũi tên vô đây. Chỗ này các bạn bấm mũi tên vô thì nó không biết về đâu. Thì chúng ta sẽ cầm cái mũi tên này, kéo về, kéo về end. Như vậy bây giờ nó vẽ ngang, nó vẽ ngang, nhìn nó khó nhìn lắm. Bạn đưa con trỏ lên đây, kéo xuống một tí thì nó vẽ từ đây xuống đây. Mình lít chuột ra ngoài để cho nó mất cái lựa chọn này. Qua đây, cầm cái mũi tên này, kéo về end luôn. Và kéo cái đường dẫn này xuống. Như vậy chúng ta đã có gì? Nghiệm, vô số nghiệm, vô nghiệm. Và đây là kết quả của chúng ta. Và chúng ta vẽ sơ đồ khối cho bài toán giải phương trình bậc nhất AX cộng B bằng 0. Được chưa nào? Và bây giờ chúng ta sẽ copy theo cái bài này. Đây, sơ đồ khối của chúng ta. Begin, nhập AB, kiểm tra A bằng 0. Nếu sai thì tìm được nghiệm. Nếu đúng là A bằng 0 thì xuống kiểm tra B. Và bây giờ chúng ta code đúng theo cái này luôn. Code đúng theo này. Các bạn sẽ mở ra cái project của chúng ta. Thầy sẽ mở cái project là demo.
Và trên này thầy sẽ viết một cái hàm phương trình bậc nhất. Phương trình bậc 1 mở ngoặc nhọn. Được không? Và tí nữa mình sẽ chạy cái chương trình này thôi. Mình không chạy những chương trình khác. Cho nên ngay cái chỗ cái hàm gọi này mình gọi cái phương trình bậc 1. Còn mấy cái kia mình đã biết rồi. Mình không cần nữa. Bạn có thể bấm dấu trừ cho nó nhỏ mấy cái kia lại. À. Nhỏ lại. Như vậy ở đây mình có là main xong đến cái phương trình bậc 1 của mình. Nó gọn mấy cái hàm kia lại. Bây giờ mình viết phương trình bậc 1 theo đúng cái sơ đồ khối. Theo đúng cái sơ đồ khối này luôn. Rồi bên này chúng ta mở cái Zalo đi cho nó gọn. Rồi. Bây giờ mình code gì đây? Chỗ này có phải là nhập AB không? Nhập AB. Như vậy để nhập được AB thì mình phải có biến A phải B. Khai báo biến. Nhập thì muốn nhập được phải làm gì? Thông báo. Mình phải print nhập A và B. Này khác hồi sáng tí nha. Hồi sáng là nhập A riêng, nhập B riêng. Bây giờ nhập A và B. Nhập hai cái cùng lúc. Khác ha. Mỗi lần mình học một tí. Nhập A và B mình thông báo với người ta. Như vậy cái chỗ chữ và này. A và B. Thì cái lệnh scan của mình. Scanf. Bình thường chúng ta nói có hai phần. Phần phía trước là định kiểu. Phần trăm D. Nếu bình thường mình sẽ nhập là và A. Mặc định vậy đúng không? Bây giờ mình nhập B luôn. Phần trăm D. Phẩy. Và B. Nhập cả AB cùng lúc. Bây giờ mình xuất ra để mình mới tin được. Xuất AB ra. A bằng phần trăm D. Xiệt T. B bằng phần trăm D. Phẩy A phẩy B. Được không? Chỗ này kịp không? A bằng phần trăm D. Xiệt T là để làm gì ta? Táp. Nó có một cái khoảng cách ở giữa. Chạy thử nào. Chỗ này nó chỉ là one in thôi nha. Rồi, run. A và B 4, 5 cách ra. Chứ 4, 5 dính liền là thành 45. Enter. A bằng 4. B bằng 5. Nhập hai số cùng lúc. Bạn nhập N số cũng được. Cứ cách khoảng ra. Rồi. Như vậy mình đã nhập được AB. Bây giờ nhiệm vụ của mình tiếp theo. Nếu chỗ này các bạn sẽ viết như thế này cho nó không có bị sai nè. Cách viết chỗ này nha. Cái bài đầu tiên về lệnh if nó rất là khó. Cho nên các bạn làm từ từ. Hiểu từ từ. Và khi mà các bạn code lại á, thì các bạn làm sao mà chủ động code. Chứ đừng có nhớ là thầy code kiểu gì thì các bạn mới giỏi được. Còn các bạn kêu ủa hồi nãy thầy gõ chữ gì chỗ này là thua.
Không học được. Bây giờ chỗ này mình đã xong được cái hình bình hành chưa? Xong hình bình hành. Bây giờ mình xuống đến hình thoi nè. Hình thoi chỗ này là lệnh gì? À, if else. À, nếu chỗ này trong sơ đồ khối thầy chỉ ghi A bằng 0, nhưng mà trong C thì chúng ta ghi gì? A bằng bằng, tức là so sánh với 0. Rồi chỗ này thầy sẽ mở ngoặc, enter. Chỗ này là code khi biểu thức đúng. Biểu thức ở trên là đúng thì nó sẽ nhảy vô đây. Nếu A bằng 0 thì nó nhảy vô đây. Điều kiện A bằng 0 nè. Và bạn eo ngay. Bạn không eo tí nữa nó sẽ quên. Eo cái gì? Mình eo đây. Chỗ này là đúng thì mình code chỗ này đúng không? Đúng, code chỗ này. Còn nếu như mà sai, sai thì làm gì đây? X bằng trừ B trên A. Như vậy chỗ này mình sẽ sai nè. Chỗ này trong trường hợp là sai nè. Code khi điều kiện sai. Vậy chỗ này A bằng 0 mà điều kiện sai là nó nhảy qua đây. Thấy sơ đồ không? Đấy, điều kiện sai nó nhảy qua đây. Vậy chỗ này mình code cái gì chỗ này? Cái khối này. Đây, đây, đây. A bằng 0 đúng thì code chỗ này. A bằng 0 mà sai thì code ở đây. Vậy theo sơ đồ A bằng 0 sai là qua đây, X bằng trừ B trên A. Vậy mình code cái gì chỗ này? Thì mình sẽ có lệnh, mình có là lót X bằng trừ B chia A hết. Mình khai báo cái biến X này ở trên luôn đi. Biến X này toàn cục luôn. X. Và xuống này mình sử dụng thôi. X bằng trừ B trên A. Đấy. Khi điều kiện A bằng 0 mà sai. Được không? Rồi. Bây giờ khi điều kiện A bằng 0 mà đúng nè. Thì có phải là mình code cái đoạn dưới không? Phải không? Rồi như vậy đoạn dưới này mình viết cái gì chỗ này? Xuống đây mình làm gì đây? À, mình if tiếp. Nếu gì? B bằng bằng 0. Và cũng tương tự như vậy chỗ này. Code khi biểu thức đúng. Ở đây. Và chỗ này mình eo. Eo này là eo của thằng B nhỏ bên trong nha. If eo của nó bên trong nè. Thấy không? Thấy bên trong không? Và chỗ này chúng ta code khi điều kiện sai. Là điều kiện này nè. Vậy nếu B bằng 0 đúng là có phải này không? Thì mình kết luận cái gì chỗ này? Ring vô số nghiệm. Chỗ này nếu như điều kiện B bằng 0 mà sai, à chỗ này mình sẽ print vô nghiệm chấm phẩy. Và chỗ này mình xuất ra cái nghiệm luôn. Mình xuất nghiệm trước đi ha. Nghiệm x bằng phần trăm gì?
Phần trăm gì? Phần trăm F. Ok, chỗ này mình chấm chấm 2 đi ha. Phẩy x. Như vậy đoạn chương trình của chúng ta xong. Đây, mình nhìn lại nha. Nếu A bằng 0 đúng thì mình sẽ code cái này. Đấy, đúng đấy. Nếu A bằng 0 sai thì là éo, không, không bằng 0 tức là khác không. Thì xuống đây. Đây là cái đoạn này. Rồi chúng ta chạy chương trình coi đúng như vậy không. Dịch. Chạy. Nhập vô AB. A bằng 0 đi. A bằng 0. B khác 0. Enter. Chỗ này nó vô nghiệm nhưng mà nó chưa xuống hàng. Không hay lắm. Thì chúng ta sẽ thêm vô đâu? Thêm vô chỗ xuất này, xuyệt N. Chạy lại. A bằng 0, B bằng 7. Vô nghiệm. Chạy lại. A. Rồi thầy hết pin luôn. A bằng 0, B bằng 0. Vô số nghiệm. Vô số nghiệm. A bằng 4 là khác không? B bằng nhiêu cũng được. B bằng 0, nghiệm bằng mấy? A bằng 4, B bằng 0, nghiệm bằng mấy? Nghiệm bằng 0. Trừ B đi nè. 0 chia 4. Nghiệm bằng 0. Nếu trong trường hợp, nếu trong trường hợp A bằng 5, B bằng 7, trừ B chia A, trừ 7 bằng 5. Tại sao ra 1 ta? Nhớ chỗ này không? Nó phải ra bao nhiêu mới đúng? Một chấm mấy đó. Nhưng mà tại sao nó ra 1? Tại sao nó ra 1? Mình khai báo float rồi. Tại sao ra 1? Đây nghiệm. Trừ B trên A. X này là float đàng hoàng. Hả? B kiểu gì? À, F nó qua. Bây giờ kiểu F đơn giản nhất ha, tại thời điểm này. Tại thời điểm này các bạn làm cho thầy nhân 1.0. Tại thời điểm này các bạn F vậy đi. Mình chưa học đến F kiểu, cho nên tại thời điểm này các bạn cứ nhân cho 1.0 cho thầy. Thì cái B lúc đầu nó là nguyên. Mình nhớ là 1.0 thì nó trở thành là thực. Và thực chia nguyên thì ra ra thực. Tại thời điểm này mình chỉ cần làm vậy thôi. Chưa ép kiểu, chưa gì hết. Và đây cũng là một cách ép kiểu đó. Ok. Chạy lại. A bằng 4. B bằng 7. Trừ 1.75. Đó là ép kiểu. Chưa cần dùng cái gì cả. Chưa cần dùng công cụ, công nghệ gì hết. Chỉ cần nhân cho 1.0 là ép kiểu. Được không? À, B nhân 1.0 là ép kiểu. Còn A, dưới này mà bạn nhân dưới A là chưa chắc nha. Bạn nhân dưới A này là chưa chắc nha. Lý do
nó lấy A nó chia B xong rồi nó mới nhân 0.1 thì cũng như không, và ít là thật thiệt đó, nhưng mà nó cũng làm tròn xong rồi nó mới nhân. Cho nên là bạn phải nhân ở trên B, tức là nó chuyển cái B đó thành thực trước rồi nó mới chia thì kết quả nó sẽ ra thực. Còn nếu mà bạn nhân ở phía A thì B nó chia A nó vẫn đang là nguyên, kết quả nó ra nguyên xong nó mới nhân 0.1 thì kết quả nó nguyên, nó làm tròn mất tiêu rồi, nhân 0.1 cũng vậy. Như vậy đây là bài tập của chúng ta với cái dữ liệu là phương trình bậc nhất. Phương trình bậc nhất thôi nhé. Cực kỳ dễ đúng không? Ha. Rồi, full code không che. Trong lab của mình có phương trình bậc mấy? Hả? Lab của mình là phương trình bậc 1 và 2 đúng không? Rồi, ok. Dễ lắm. Vẽ theo dạng sơ đồ khối mà thầy đang làm cực dễ. Đây, full code không che, chỉ có chịu khó gõ lại tí thôi. Có máy nào đầy chưa? Thầy sạc pin cái. Ok, rồi.